Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Số Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian vừa qua thì mình đã xây được một số ngôi nhà ở trên bờ này. Và một cái ngôi nhà ở trên cây, nhưng mà vẫn chưa có ngôi nhà ở trên mặt nước các bạn ơi. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một ngôi nhà sàn, và ngôi nhà sàn này sẽ được đặt ở giữa cái hồ luôn. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trong ấy để chuẩn bị vật liệu xây dựng nha. Vật liệu xây dựng thì chủ yếu mình sẽ sử dụng gỗ sồi này để làm những cái phần trụ thôi, còn những cái gỗ sồi sẫm thì mình sẽ sử dụng để viền bằng mái, và cái gỗ vân sam này để chúng ta có thể ốp phần tường. Và khu vực xây dựng thì mình đã chọn sẵn rồi, đó là cái mặt hồ ở đây nè các bạn ơi, nó khá là rộng cũng như là trống trải để chúng ta có thể xây ấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái con đường để đi ra cái nhà sàn thôi, và cái nhà sàn mình sẽ đặt ở khoảng đây đấy, tại vì ở đó nước thì nó sẽ sâu hơn ở bên đây các bạn ơi. Rồi giờ đầu tiên thì mình sẽ đặt cái con đường trước nha, và đây là cái trụ nè, mình sẽ cách khoảng 1, 2, 3, cách khoảng 3 ô thì mình sẽ đặt tiếp một cái trụ để làm con đường nha. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ cắt tiếp 3 ô rồi kéo dài ra bên ngoài thôi. Đến khi nào ra khoảng giữa cái hồ ấy thì mình sẽ bắt đầu đi ra. 1, 2, 3, đấy, đặt trụ nè. Đặt trụ và thêm một lần nữa đi. Đấy, nhầm. Và một ở đây nữa. Búp. Và sau đó mình sẽ bắt đầu rẽ bên phải một xíu nè để ra giữa hồ ấy. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu ốp phần sàn nha. Phần sàn thì mình sẽ làm cho nó kiểu như rộng rộng một xíu, để chúng ta có thể xây được ngôi nhà sàn kiểu như là nó to hơn một xíu nha các bạn. Mình nghĩ sẽ ra thêm một lần nữa đi. Rồi tầm này là bắt đầu mở rộng cái vần sàn được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm vần sàn nha. Vần sàn thì tùy theo sở thích của các bạn, thì các bạn có thể làm rộng hay nhỏ tùy thích nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu làm mở rộng cái vần sàn thôi. Mình đã làm xong vần sàn cũng như là thay đổi vật liệu xây dựng ngôi nhà một xíu, là sử dụng những cái thân gỗ vân sam để làm phần trụ thay vì những cái thân gỗ sồi, tại vì số lượng thân gỗ sồi mình có hạn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần trụ của ngôi nhà nha. Mình sẽ cắt mỗi hướng đều là 3 ô này. 1, 2, 3. Bữa này là 1, 2, 3. Đấy, mình sẽ đặt cái trụ đây. Và tương tự sẽ cắt tiếp 3 ô, mình sẽ đặt tiếp một cái trụ ấy. 3. Và phía trước này thì mình cũng sẽ cắt ra 3 ô luôn. 1, 2, 3. Đặt ở đây, đó, vậy là ổn rồi. Sau đó mình sẽ bắt đầu mở rộng cái phần trụ ra một xíu như vậy, và cắt ra 3 ô đây, nó sẽ đây mới đúng đó. Và tất cả các trụ ấy đều là 3 ô nha các bạn, thì nó sẽ tạo thành một số lẻ và ta làm phần mái nó sẽ dễ hơn ấy. Rồi tiếp tục là cắt 3 ô và cắt 3 ô như thế này. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu nâng cái trụ lên cao khoảng hiện tại thì cao khoảng 4 ô đi nha. 2, 3, 4 ô. Đấy, rồi sau đó mình sẽ nối ngang như thế này. Và phần cửa mình sẽ đặt ở đây. Vậy là mình sẽ thử ốp gỗ sồi vô mặt trước thử xem coi có hợp không đã. Để mình coi cách gấp hợp này có ổn không. Nếu không thì mình sẽ thay đổi vật liệu một xíu nha. Để mình xem coi. Cũng tạm ổn. Và cái này chắc mình sẽ đổi bằng cái cầu thang thì sẽ đẹp hơn ấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ nâng hết mấy cái trụ này là đều là 4 ô nha. Sau khi đã nâng phần trụ lên rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp cái phần tường lại. Phần tường thì mình sẽ sử dụng toàn bộ là gỗ sồi nha các bạn, tại vì mình đã sử dụng gỗ vân sam để làm phần trụ rồi, thành ra mình sẽ không dùng gỗ vân sam để ốp tường luôn, như vậy thì nó sẽ bị trùng màu ấy. Rồi ốp hết cái này, và cái nhà này sẽ có rất là nhiều cửa sổ để chúng ta có thể nhìn ở xung quanh luôn, tại vì xung quanh của mình ấy có khá là nhiều thứ để ngắm này, nào là chỗ cắm trại này, bên kia là ngôi đền này, và trước mặt chính là cái nông trại luôn. Đó, rất là nhiều thứ. Sắp tới mình sẽ cố gắng xây thêm những cánh đồng ấy, đồng lúa để chúng ta có thể kiểu như là có thêm nguồn lúa để sử dụng, cũng như là có cái để ngắm ấy. Rồi đặt hết mấy cái này vào đây và búp. Xong, vậy là xong cái phần tường rồi. Để mình xem nào, mình dự định cái nhà này mình sẽ không có làm hai tầng các bạn ơi, mình chỉ làm một tầng thôi. Và ở đây mình sẽ trang trí thêm những cái bể cá ấy, giống như đây là cái chỗ để buôn bán cá vậy. Đó, mình sẽ đặt xung quanh đây là những cái bể cá mini luôn. Rồi chắc bây giờ mình sẽ vào trong nhà để lấy kính và ốp vào trong để là phần cửa sổ nha các bạn. Mình vừa vào trong để chế tạo thêm ít cái tấm thủy tinh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt những cái tấm thủy tinh vào là đã hoàn thành được cái phần cửa sổ của ngôi nhà rồi. Đấy, ốp hết vào đây. Búp. Và bên đây nữa là xong. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ viền bằng những cái cầu thang gạch đá như thế này nè, và ốp thêm vào đó là những cái cầu thang bằng gỗ sồi thôi. Đó, giờ thì chúng ta sẽ trèo lên và bắt đầu làm phần mái nha. Mình sẽ bắt đầu từ mặt trước nha. Mặt trước thì mình sẽ viền như thế này nè. Và cầu thang thì mình sẽ viền xung quanh ngôi nhà hết luôn, chứ không đơn thuần là mặt trước nha các bạn. Giờ mình sẽ đặt như thế này, sau đó thì ốp ngược lại thôi. Đấy là phần mái kiểu nó đơn giản thôi, tại vì cái nhà này nó cũng có không có quá to ấy, thành ra thì mình cũng làm cái phần mái cho nó làm sao mà đơn giản nhất có thể nha các bạn.
Đây, sẽ ấp ngược lại như thế này, đến khi nào hai phần nó chạm nhau là được. Vì đây là số lẻ, thành ra cái phần máy của chúng ta nhìn sẽ rất là đẹp luôn. Đó, rồi sau đó mình sẽ viền hết xung quanh cái ngôi nhà này bằng những cái cầu thang gạch đá thôi. Đó, và bên đây thì mình sẽ làm khác một xíu, tại vì đây là nó sẽ rộng hơn. Thành ra mình sẽ cho cái phần máy ở hai bên nó sẽ cao hơn mặt trước một xíu nha. Đây, mình sẽ trèo lên một xíu để bắt đầu là phần mái ở bên hông thôi. Mình sẽ cho nó đi lên như thế này. Và nếu đi lên thẳng thì mình sợ nó hơi nhọn một xíu, nhưng mà để mình úp hết thì để coi nó lên cao tới tầm nào nha. Và nếu phần mái ở bên hông rộng như vậy thì chắc mình sẽ tận dụng được để làm một cái kho chứa ở bên trên ấy. Tại vì thông thường khi mà mình xây nhà thì mình sẽ cố gắng tận dụng được phần trên để làm cái kho chứa ấy. Rồi mình sẽ đặt nốt như thế này. Búp. Rồi giờ thì đi xuống để ngắm coi không biết có ổn không có đã. Cũng khá ổn. Ok, vậy là mình sẽ làm cái phần viền như thế này nha. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là phần máy ở bên hông thì nó sẽ quá to ấy. Nhưng mà sau khi ốp xong thì mình thấy nó cũng khá ổn rồi. Với chiều cao như vậy thì mình cũng có thể đặt một vài cái rương ở gác trên đây thì sẽ rất là tiện luôn. Đó, tại vì ngôi nhà nào cũng vậy, khi xây thì chúng ta nên có một cái kho chứa để chúng ta chứa đồ nhá. Rồi ok, giờ mình sẽ ốp nốt cái phần viền rồi sau đó chúng ta sẽ làm tiếp cái phần mái trên đây luôn nha. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình làm xong phần mái nha. Mình đã hoàn thành phần mái rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc trang trí ở bên ngoài nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt thêm những cái cửa sập ở hai bên như thế này nè. Đó, để trang trí cho phần cửa sổ thôi. Ngoài ra ở bên hông thì chắc mình sẽ đặt thêm một cái slab ở phía trên như thế này và những cái cầu thang chống xuống. Đó, và trên này thì mình có thể đặt những chậu hoa để trang trí thêm ấy. Rồi và ở đây mình sẽ đặt thêm những cái trụ nè. Rồi tương tự bên đây thì mình sẽ đặt những cái cửa sập vào. Đó. Còn bên đây thì chắc không cần đặt đâu, tại vì mình cũng đã xây thêm một cái khu vực ở trên rồi, một cái phần mái nhỏ thôi để chúng ta có thể trang trí ấy các bạn. Rồi up nốt vào đây. Búp, búp. Và bên đây thì tương tự bên kia thì mình sẽ đặt thêm hai cái trụ, hai cái hàng rào như thế này và những cái slab phía trên thôi. Đó, các bạn có thể trồng hoa hoặc là trồng cây tùy thích ở phía trên đây. Đó, tùy theo sở thích của mọi người thôi. Mình chắc là sắp tới mình sẽ trồng hoa thôi, tại vì sau khi chuyến khám phá cái biệt thự thì mình có rất là nhiều hoa luôn. Và bây giờ mình sẽ đặt thêm cái cửa vào đây và một cái cửa sập ở phía trên. Búp. Đó, vậy là xong rồi. Và ngoài ra mình cần phải làm một ít cái bể cá nữa. Và bể cá thì mình sẽ sử dụng những cái cửa sập bằng gỗ sồi như thế này nè. Và mình sẽ đặt bể cá đâu cho thích hợp ta. Ok, chắc mình sẽ đặt ở đây đi. À, em sẽ làm bể cá bự một xíu tại đây nha. Như thế này có được không ta? Hy vọng là được các bạn ơi. Rồi, được hai ô phía trong luôn. Sau đó mình sẽ múc một ít xô nước vào. À, đây mình sẽ cho một xô nước ở đây nè. Rồi một xô nước ở bên góc bên đây nữa. Búp. Đã có thể làm nước chiên củ rồi. Tên tên. Rồi sau đó mình sẽ đi lấy cá thôi. Và cá hiện tại thì mình chỉ mới có một vài loại cá thôi à. Chủ yếu là cá hồi này và một hình như là cá hôm bữa là cá màu đỏ đúng không ta? Tại vì mình tìm ở cái vùng biển ấm được có đúng loại cá đó thôi. Sắp tới mình sẽ cố gắng qua cái vùng biển ấm ấy để đem san hô này, những cái loại rong biển về để chúng ta có thể trang trí nha. Rồi mình sẽ bắt loại cá nè. Hiện tại chỉ mới có hai loại cá thôi. Đây đây, bắt một em cá đỏ nữa. Cá nhiệt đới các bạn ơi, đúng rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng bắt thật là nhiều những loại cá nhiệt đới, nhiều màu sắc hơn ấy, để chúng ta có thể làm được cái nơi bán cá cũng như là đa dạng cá hơn. Hiện tại thì mình chỉ mới có hai loại cá này thôi nên mình đặt tạm vào nha. Và trong thời gian học tập mình sẽ xây thêm thật là nhiều mấy cái bể cá ở đây nè để trang trí thêm nha. Rồi thả vô đây và thả vô đây. Mình có nên đi lấy rong biển không ta? Để mình xem nào. Ok, giờ mình sẽ chế tạo một cây kéo ấy để chúng ta có thể đi cắt rong biển nha. Rồi được cây kéo rồi, giờ thì qua bên đây và cắt rong biển luôn. Tại vì ở gần cái vùng đầm lầy này thường thường sẽ có rong biển các bạn ơi. Không biết ở đây có ta, đây có rất là nhiều luôn lần khác. Rồi giờ mình sẽ lấy cây kéo ra và cắt đem về thôi, một ít thôi. Nhưng mà mình không biết là cái rong biển này có thể đặt ở trên những cái block khác không nữa, tại vì ở đó là cái sàn bằng gỗ ấy các bạn ơi. Hy vọng là có thể đặt được trên cái sàn gỗ nha. Rồi giờ thì quay về thôi. Rồi tạm thời thì mình sẽ đặt những cái cơ biển vào. Đặt được luôn nè các bạn ơi. Wow, gì thì tuyệt vời, còn gì bằng. Wow, vậy là chúng ta có thể làm được những bể cá tại đây rồi. Wow. Và ngoài ra mình cần phải chế tạo thêm những cái đèn lồng nữa, vì mình muốn thắp sáng bằng đèn lồng cho nó đẹp hơn thay vì những ngọn đuốc các bạn ơi. Đây mình mới có một cái thôi.
Vì là mình cần phải vào trong để lấy thêm sắt rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong để lấy thêm sắt rồi chúng ta chế tạo thật là nhiều những cái đèn lồng và ra ngoài để trang trí nha. Ngoài ra mình cần phải chế tạo thêm những cái hàng rào bằng gỗ nữa để mình còn trang trí bên trong nhà nữa các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ làm thêm ít cái hàng rào gỗ sồi đi, tầm mười mấy cái là được rồi. Mình muốn làm một cái đèn chùm ấy, giống như đâu 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 ở đây có đèn chùm không ta? Ủa ở đây không có đèn chùm, vậy mình sẽ ra ngoài này và làm đèn chùm cho cái ngôi nhà luôn nhá. Tại vì cái phần mái nó rất là rộng luôn, cho nên mình có thể làm đèn chùm để trang trí ấy, các bạn ơi. Rồi giờ thì ra ngoài đây và bắt đầu đặt đèn chùm ở bên trong nhà trước đi. Và ở đây chắc mình sẽ làm một bể cá nữa không nhờ? Để coi coi mình còn gỗ không cái đã. Đây mình còn một ít gỗ nè. Đó, rồi sau đó mình sẽ cho những cái xô nước vào thôi. Bước bước và cá thì mình sẽ cố gắng bắt trong thời gian giữa hai tập nha. Rồi bỏ vô đây rồi và trang trí thêm bằng những ít cái rong biển thôi đấy, gì cũng khá là ổn rồi đấy. Và ở đây nếu cho đẹp hơn thì mình cũng có thể đặt những cái đèn lồng nè đó, để thắp sáng thôi các bạn ơi. Và bên đây cũng vậy luôn, mình sẽ đặt một cái đèn lồng ở ở trong góc đi đấy, để thắp sáng thôi. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong nè và bắt đầu làm cái đèn chùm. Đèn chùm thì mình sẽ canh vào ở chính giữa của ngôi nhà nè, đây ô chính giữa nè. Rồi sau đó mình sẽ đi lên một xíu nha. Ok, giờ mình sẽ bắt block để đi lên một xíu. Sau đó mình sẽ gắn cái hàng rào vô như thế này cho nó đi xuống một tí thôi. Đó, ra bốn góc như thế này và chúng ta sẽ đặt những cái đèn lồng lên thôi. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Wow, mình cực kỳ thích những cái đèn như thế này luôn á. Rồi, thì đập ra nè. Mình nghĩ ở giữa thì chắc không cần đâu. Mình sẽ đập cái chính giữa ra coi coi có đẹp hơn không cái đã. Có vẻ bốn cái thì đẹp hơn rất là nhiều các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy gì thì hơi thấp đúng không ta? Gì có vẻ hơi thấp các bạn ơi. Chắc mình sẽ nâng lên một ô quá à. Ok, mình sẽ nâng lên một ô nha. Để coi coi có ổn hơn không, chứ gì thì mình thấy nó hơi thấp rồi. Rồi đập ra nè. Rồi gắn vào đây một cái, gắn vào đây một cái và gắn những cái lồng đèn vào cuối cùng thôi. Búp, búp, búp. Và bên đây xong, về vậy vậy là ổn rồi. Đó, mình chỉ cần những cái đèn lồng này là có thể thắp sáng nguyên cái ngôi nhà rộng lớn này luôn rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đem cái giường vào bên trong để ngủ nha. Nãy giờ xây dựng mình toàn ngủ ở trước không à, giờ có thể vào trong để ngủ rồi. Đó, mình sẽ đặt ở đây ngủ. Yeah, đêm đầu tiên trong cái căn nhà mới này rồi. Ờ, ngoài ra thì mình cần phải trang trí thêm ở bên trong căn nhà này nữa, nhưng mà mình sẽ đặt chủ yếu là những cái thùng gỗ thôi nha. Tại vì những cái thùng gỗ thì nó mới thích hợp cho cái nhà bán cá này thôi. Ok, giờ mình sẽ chế tạo thêm ít cái ván nè để xem cái công thức cái thùng như thế nào ta. Ồ, nó cần những cái ván cũng như là những cái slab. Rồi, giờ mình sẽ đổi ra thêm ít cái slab nữa để chúng ta có thể chế tạo những cái thùng nha. Đây, mình có thêm được 9 cái luôn. À, mặt trước này mình cũng có thể đặt những cái thùng nè để mình trang trí thêm mấy các bạn ơi. Wow, được, được. Rồi, đập ra. Rồi, đặt cái thùng những cái hình dáng khác nhau thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đó, đặt ngẫu nhiên như vậy nha các bạn. Rồi bên trong thì mình cũng phải đặt, nhưng mà bên trong thì mình sẽ đặt theo thứ tự. Mình sẽ đặt ngang một hàng trước đi nha. Đó, mình sẽ đặt ngang trước một hàng. Ui, mình còn thiếu nè. Ok, giờ mình sẽ ra ngoài để chế tạo thêm thôi. Đó, gỗ và phân sam thì mình còn khá là nhiều luôn. Rồi giờ thì mình sẽ đổi ra một ít cái slab trước như thế này. Được 18 cái rồi. Tiếp theo là những cái ván gỗ phân sam thôi là có thể chế tạo được rất là nhiều những cái thùng rồi. Được tiếp 9 cái nè. Thì mình sẽ đặt nốt ở bên đây luôn. Đó, búp 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 xong. Tiếp theo mình có nên đặt những cái rương bình thường không ta? Tại vì mình muốn gắn vào đây làm những loại cá ấy. Mỗi cái rương này mình sẽ chứa những loại cá khác nhau này. Ngoài ra mình sẽ gắn thêm băng vô nữa, giống như là cái phòng ướp lạnh vậy đấy. Ồ, có vẻ hấp dẫn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo thêm những cái rương bình thường nữa nha. Rồi tạm thời thì vào trong để đặt những cái lò nung này thôi. Đó, lò ống khói thì mình thấy nó nấu rất là nhanh luôn. Nhưng mà cái này mình có nên làm cái ống khói không ta? Mình dự định sẽ làm thêm cái ống khói này, nhưng mà mình không biết đặt ở hướng bên nào ấy. Ok, tạm thời chỉ như vậy thôi nha. Rồi, mình sẽ đặt những cái lò ống khói vào đây. Đó, nguyên cái chỗ nấu đồ luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ đặt những cái rương bình thường vào vào hai bên như vậy đi nha. Đó, và phía trên này một cái nữa. Trên này một cái nữa. Và trên này mình cần đặt thêm gì không ta? Có thể là đặt thêm những cái rương bình thường đặt ở đây được không nhỉ? Ok, tạm thời đặt vậy luôn. Và ở đây còn rất là nhiều không gian trống nè. Mình sẽ cố gắng kiếm thêm thật là nhiều những cái item frame ấy để mình máng những item lên đây là có thể hoàn thành được cái ngôi nhà bán cá của mình rồi. Wow, và cái giường chắc mình sẽ dời lên cái gác trên đi. Và mình không biết đặt cái gác trên sao cho thích hợp nữa. Rồi, cái đó chắc mình sẽ làm trong thời gian với 2 tập nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ cắt đồ làm công việc tiếp theo nha các bạn.
Ở tập trước thì mình đã đi khám phá cái biệt thự trong rừng này rồi nhưng mà không tìm thấy được những gì đặc biệt hết. Và các bạn có chỉ mình là ở đây có giấu rất là nhiều đồ nhưng mà mình cần phải tìm thật kỹ. Và sau quá trình tìm kiếm thì mình đã phát hiện được một căn hầm bí mật ở dưới ngay cái phần máy của mình. Và để coi coi cái này có bao nhiêu cái rương nè, có tận 2 cái rương lận các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cắm nút lên một cái rồi chúng ta mở rương nha. Boom. Được một cây cuốc kim cương luôn. Wow, cuốc kim cương luôn các bạn ơi. Một cái áo kim loại. Wow, cái áo kim loại này thì không thể chế tạo nha các bạn, mình chỉ có thể đánh zombie rơi ra thôi. Cái áo này rất là hiếm nè. Một cái đĩa nhạc này. Cái đĩa nhạc này thì không nên nghe đâu. Đĩa nhạc 13 đó các bạn ơi. Một ít cái hạt nhà dưa hấu nè. Được ít cục than cũng như là redstone và một cái xô. Xô thì mình sẽ đem về. Xương thì chắc cũng đem về để sử dụng trong việc bón cho những cái cây luôn. Rồi tiếp theo bên đây. Một trái táo vàng. Một trái táo vàng được buồn phép các bạn ơi. Trái táo này thì không có công thức để chế tạo hay sao á, mình chỉ có thể nhặt được trong cái mấy cái rương trong các công trình thôi. Hấp dẫn hấp dẫn. Rồi mình sẽ lấy than về cũng như lấy cái rương này về luôn. Rồi cái rương đó thì không cần lấy ở đâu. Như vậy sau chuyến khám phá cái biệt thự này thì mình chỉ nhặt được đúng cái quả táo vàng này là có giá trị thôi, cũng như là cái áo giáp kim loại nè. Cũng ổn. Còn những cái nơi còn lại thì mình cũng đã rà soát rất là kỹ rồi, mình cũng đã đập ra để tìm kiếm nhưng mà không có những gì để hot hết các bạn ơi. Thành ra chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà và làm công việc tiếp theo nha. Hiện tại thì mình đang đứng trước cánh cổng dẫn tới một cái khu sa mạc. Ok, bây giờ mình sẽ cắt những cái cục netherrack mà mình đào được nè. Và mình sẽ cái nhóm lửa cái cổng này lên và chúng ta cùng nhau đi qua bên kia thôi. Và công trình tiếp theo mình muốn khám phá trong ngày hôm nay đó chính là những cái kim tự tháp nha các bạn. Rồi ok, giờ đi quăng bển và bắt đầu đi tìm kim tự tháp thôi. Rồi, let's go. Ok, mình đã đi tới cái kim tự tháp đầu tiên rồi. Và đây chính là tọa độ của cái kim tự tháp đầu tiên nè. Bạn có thể lấy tọa độ này và chia cho 8 để được cái tọa độ dưới Nether và sử dụng cổng Nether để di chuyển qua đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào trong thôi. Wow, có vẻ nguy hiểm đây. Rồi giờ mình sẽ thắp đuốc lên trước cái đã để cho đảm bảo ở đây có đầy đủ ánh sáng nha. Ở đây có những cái block cát đã được kiểu như là được khắc đợi nè các bạn ơi. Có cái mặt của con creeper nè. Wow. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đào xuống dưới để bắt đầu lấy kho báu ở dưới thôi. Tại vì thông thường ở dưới sẽ có kho báu nha. Và các bạn không nên đi từ cái ô màu tím như thế này. Tại vì từ ô màu tím này mình sẽ bị rơi thẳng xuống dưới. Và ở dưới sẽ có những cái bẫy là những cái quả TNT ấy. Đó, rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và đập cái tấm áp lực trước cái đã. Đó, đập được cái tấm áp lực rồi. Chúng ta có thể an toàn và cũng như là lấy hết những cái thứ ở dưới đây thôi. Đấy, nhưng là những quả TNT này mình sẽ đem về hết luôn nha. Đó, lấy hết luôn. Đập ô đây nữa. Wow, ở dưới có sắt luôn cả. Rồi, sẵn tiện chắc lấy sắt luôn quá à. Không bỏ sắt được đâu, tại vì bây giờ mình cũng gần hết sắt rồi. Giờ mình sẽ lấy thêm một ít đá nữa để mình trồng block để mình đi lên cái đã. Và mình nghe tiếng lava gần đây nè. Hình như ở đây có gần một cái hang hay sao á. Rồi, giờ thì đặt block để đi lên thôi. Lên một xíu nữa và loot đồ. Búp. Wow, được vàng nè. Tiếp theo là quyển sách. Ten. Bảo vệ coi lửa một mà, nhưng mà cũng không sao, cũng khá là tốt. Có dòng bảo vệ coi lửa thì giúp chúng ta kiểu như là đỡ kiểu như là nhận sát thương khi mà rơi xuống lava thôi. Đấy, rồi tiếp theo là những cái cục xương nè. Xương chắc mình không cần đâu. À không, cần chứ, đem về có gì mình còn sử dụng nữa. Quên. Và những cọng chỉ mình sẽ đem hết về luôn nha. Tấm áp lực thì mình sẽ để lại, cũng như là cát nè, mình sẽ để lại đây đi. Bum bum. Wow, được 3 emerald luôn. Rồi, lấy hết 3 emerald này về nha. Còn bên đây, đổ mềm mại. Cuốn sách này rất là tốt nè. Mình có thể ép vào cây cúp hiệu sức 5 của mình để cho cây cúp mình có dòng mềm mại và đào rất là thoải mái và không sợ bị vỡ những cái block như là thủy tinh này. Wow, rất là tiện luôn nha. Rồi, ổn. Mình sẽ đem quyển sách đổ mềm mại này về luôn nè. Sách tốt. Và cái rương cuối cùng. Boom. Ủa? À đây. Được thêm một cái giáp ngựa sắt nữa. Vậy là mình có thêm được một cái giáp ngựa sắt cho bé ngựa rồi. Rồi những cái thịt zombie hay cát. Và chỉ thì mình chỉ đem về thôi, mình chỉ đem về chỉ cũng như là những thứ cần thiết. Và xương nữa nè. Rồi đem hết mấy thứ này về nha. Rồi giờ chắc mình sẽ đi lên thôi. Tầm này cũng ổn rồi đó. Giờ mình sẽ đặt mấy block này lại và đi lên nha. Để chúng ta đi tìm cái kim tự tháp tiếp theo nha các bạn. Để mình coi tới chưa. Búp. Thiếu block à. Sẽ trả lại đây. Rồi xong, tầm này ổn rồi. Trả lại. Rồi giờ đi tiếp thôi. Để mình xem nào, để coi cái kim tự tháp tiếp theo nó cách mình bao nhiêu block nha.
Cái kim tự tháp tiếp theo nó ở tọa độ X đó chính là 2630 và tọa độ Z đó chính là 2912 nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng về tọa độ đó thôi. Và trên đường đi nếu mình gặp những gì mới hoặc là gì đặc biệt ấy thì mình sẽ quay lại với các bạn nha. Trên đường đi thì mình đã gặp được một ngôi làng rồi các bạn ơi. Nó rất là gần cái kim tự tháp hồi nãy luôn kìa. Wow, rất là gần luôn. Rồi sẵn tiện đây chắc mình sẽ ghé thăm ngôi làng coi ngôi làng này có gì đặc biệt không nha. Giờ mấy anh dân làng toàn là trồng ruộng bậc thang không kìa. Hấp dẫn chưa? Rồi giờ thì đi qua thôi. Và mấy này kiểu như là nhà sàn gì đó các bạn ơi. Thường thường ở những khu sa mạc thì những anh dân làng sẽ xây nhà kiểu vậy nè. Đó, ở trên cao vậy ấy. Rồi giờ vào xem coi. Wow, ở đây là nhà của bác vẽ bán đồ nè. Ồ, có cái block vẽ bản đồ nè, thôi mình để lại cho mấy anh dân làng đi. Mình ở nhà cũng có cái đồ vẽ bản đồ đó rồi. Rồi để mình coi coi anh dân làng này đổi cái gì nha. Boom. Ủa, anh dân làng này chưa có nghề nè. Anh còn đeo cái vòng, cái như là vòng bồng hoa hay gì á các bạn ơi, ở trên đầu kìa. Wow, mấy dân làng này giờ mỗi cái địa hình ấy thì sẽ có một cái hình dáng dân làng khác nhau ấy các bạn ơi. Rồi giờ tìm. Có mấy mèo nữa kìa. Wow, làng nào cũng có mèo hết trơn á. Tiếp theo là chỗ của bác phải bán đồ nữa và được thêm hai cái la bàn. Wow, hấp dẫn không? Mình có nên lấy về không ta? Thôi chắc mình không lấy đâu, mình chỉ lấy thức ăn thôi. Rồi, để coi coi anh này có nghề chưa. Boom. À, anh này là anh vẽ bán đồ nè. Mình có thể đổi giấy với anh để lấy emerald nha. Còn ngoài ra mình cũng có thể đổi được những cái bản đồ khám phá từ anh dân làng này nè. Rồi, để mình đi tiếp coi ở đây còn gì không cái đã. Ở đây có những cái quả bí ngô nè. Ngoài quả bí ngô còn gì không ta? Và những cái hay bèo này các bạn ơi, những cái kiện rơm ấy. Và đòn kia chính là cái trung tâm ngôi làng hay sao kìa, có cái chuông ấy các bạn. Rồi để coi coi cái nhà này coi. Wow, boom. Được một ít bánh mì, mình chỉ lấy thức ăn thôi nha. Và những cái hạt cây này, cái mầm cây này thì chắc mình sẽ lấy về nè. Cỏ thì để lại cho ảnh đi. Rồi wow, hình như ở ngoài này có bé mèo nè. Bé mèo nhát lắm các bạn ơi, mình lại gần là bé chạy quá trời luôn á. Và đây chính là bác ngư dân. Bác ngư dân. À, vậy là cái anh dân làng mà không đội nón là mấy anh dân làng kiểu như là chưa có nghề các bạn ơi. Và đây có anh Golem nè. Hello anh Golem nha. Rồi để coi coi. Mấy cái thùng này thì không có đồ hết trơn á. Còn đây là cái nhà anh này có cái mái hiên luôn nè. Wow, thích chưa? Rồi vô trong coi. Ở đây có baby dân làng. Và rất là nhiều bánh mì luôn. Vậy mình sẽ lấy bánh mì để mình ăn thôi. Và đây cái chuông nè. Chuông để lại cho làng đi. Rồi đi tiếp đi tiếp. Cái làng này tới hai chuông lận các bạn ơi. Làng nhiều chuông ghê ta. Và đây có rất là nhiều bò này. Chắc một xíu mình sẽ lấy một ít thịt bò về cũng như là những cái da bò ấy các bạn ơi. Và đây có hạt vàng thôi để lại đi. Mấy anh dân làng nghèo quá hả. Mình để lại vàng cho mấy anh xài đi. Rồi qua đây coi. À, đây là kệ sách nè. Có nên lấy về không ta? Thôi kệ, không cần lấy đâu. Mình có thể farm da bò mà. Rồi. Cái nhà anh này còn được ốp những cái loại đá nè. Ai là anh này là anh cắt đá. Để coi coi anh đổi cái gì nha. Thường thường mấy anh cắt đá sẽ đổi đất sét để lấy emerald nha các bạn. Mấy bạn nào mà gần cái vùng đầm lầy ấy thì có thể farm đất sét và đổi danh dân làng này để lấy emerald nha. Rồi giờ mình coi coi. Anh được một ít bánh mì nữa nè. Mình được quá trời bánh mì luôn và một cái chậu hoa. Ok, chậu hoa chắc mình sẽ đặt lại cho ảnh đi. Trang trí giùm ảnh luôn. Đặt ở trên cái này luôn. Rồi đi thôi để cho anh làm việc đó. Anh lên vậy là anh làm việc đó các bạn ơi. Anh đang làm việc đó. Rồi qua đây coi. Đây là baby dân làng. Không có rương. Tính ra làng này nhiều con nít ghê ta. Hấp dẫn ấy. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ lên đường tiếp nha. Làng này thì không có gì đặc biệt hết các bạn ơi. Rồi đi tiếp thôi. Ok các bạn ơi, mình đã tìm thấy cái kim tự tháp thứ hai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lội qua sông một cái rồi đi xuống bên dưới để khám phá nha. Rồi đây chính là tọa độ của cái kim tự tháp thứ hai nè. Rồi giờ mình sẽ đào cái này ra, tại vì cái này nó đã bị lắp cửa rồi nên phải lập ra mới được các bạn ơi. Rồi mở đường ra. Tiếp theo mình sẽ cắm đuốc một cái để cho có đầy đủ ánh sáng cái đã. Lỡ mình xuống dưới lâu quá đi lên trên thì nó sẽ không có xuất hiện quái các bạn ơi. Đập ra một cái nè, và như cái này còn có một số cái con đường khác để đi vào hay sao á. Đúng không ta? Hình như bên đây có đường nè đúng không? Ủa? Trên ở đây chỉ có một đường thôi à? Đây nè, đây nè. Đây còn có đường nữa nè mà nó bị lắp mất tiêu rồi. Thì ra đây vẫn còn đường nhưng mà nó bị lắp rồi các bạn ơi. Tại vì ở đây nó spawn ở gần cái đồi cát quá ấy. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới nè. Rồi đập cái này ra cũng như là thắp đốt lên một cái. Rồi mở rương. Ten ten. Wow, lại là emerald. Ok, ổn. Tiếp theo là những cái cục xương nè, những cái bột thuốc súng và thịt zombie thôi. Cuốn sách là boom, loại hải chăn đốt năm.
Ồ, cái này là cuốn sách để vào cái kiếm nè. Hấp dẫn, mình sẽ lấy luôn nha. Rồi, coi coi cái đường tiếp theo có gì nè. Ten ten. Ồ, lại là Emerald, nhưng mà mình chỉ được thêm một cái yên cửi thôi chứ không có gì đặc biệt hết ấy. Và một ít xương nè. À, mấy cái thứ này thì bình thường quá à. Rồi, cái gương thứ ba, ten ten. Yeah. Cuối cùng thì cũng có kim cương rồi. Cái kim tự tháp tháp thứ hai ấy đã cho mình một viên kim cương rồi các bạn ơi. Mặc dù khá là ít nhưng mà cũng không sao. Đó, dù cũng có kim cương để về sử dụng rồi. Rồi, và một quả táo vàng. Yeah, mình sẽ lấy cái bột thuốc súng cũng như là xương về nha. Cát thì để lại thôi. Và cái gương cuối cùng. Boom. Wow, hai gương được có kim cương luôn, hấp dẫn. Vậy là mình có được tổng cộng là hai viên kim cương từ hai cái kim tự tháp rồi các bạn ơi. Hai cái kim tự tháp mà chỉ có mỗi hai viên kim cương thôi. Và ở dưới thì cũng có thêm một ít cái TNT nè, mình sẽ mang về luôn, có khi là sử dụng á. Cũng khá tốt. Không ngờ mình lại tìm được kim cương ngay dưới kim tự tháp này luôn các bạn ơi. Thông thường thì ở đây chủ yếu là có những cái viên emerald nè, cũng như là những cái yên cửi thôi. Hôm nay được bonus thêm hai viên kim cương là vui lắm rồi. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ lên đường tiếp đi nha. Mình sẽ tìm thêm một cái kim tự tháp nữa. Ở đây mình đã chuẩn bị bốn cái kim tự tháp lận, nhưng mà chắc mình sẽ khám phá cái kim tự tháp thứ ba đi. Nếu còn thời gian thì mình sẽ khám phá nốt cái kim tự tháp thứ tư luôn nha. Ok, giờ mình sẽ lên đường tiếp thôi. Ok, vậy là phía trước chính là cái kim tự tháp thứ ba rồi. Bây giờ mình sẽ lảng đảng và khám phá nốt cái kim tự tháp này nha. Và đây chính là tọa độ của cái kim tự tháp nha các bạn. Đấy, rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới và lấy đồ thôi. Yeah. Rồi để mình thử đi xuống bằng cái con đường này xem coi có nha các bạn. À, mình sẽ cắm đuốc lên trước rồi đã. Ấy, được nè. Rồi đi vào trong thôi. Và như thường lệ thì vẫn cắm đuốc nha. Đấy, để tránh nó spawn quái các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đào xuống phía dưới như thế này. Cẩn thận, không để cục sỏi, cục à không, cục gạch đá nào nó rơi xuống nha. Nếu không thôi là nó sẽ bị kích hoạt cái này là nổ banh xác luôn á. Rồi lấy mấy cái tiền tiền dưới luôn nha. Búp. Wow, hai cái yên cửi luôn, một cái yên cửi vàng và một cái yên cửi kim cương và một quả táo vàng enchant. Cái trái táo vàng này cực kỳ hiếm luôn nè, không thể nào mà chế tạo được đâu các bạn ơi. Ồ, hấp dẫn. Rồi chắc bây giờ mình sẽ bỏ lại những cái đĩa cảm biến nè, những cái cục cát nè, để mình lấy quả táo cũng như là cái yên cửi thôi. Tiếp theo, được thêm một cái nữa và một cái yên cửi, một cái giáp ngựa vàng nè. Và cái này, cái này vẫn là cái yên cửi thôi. Cái này không có kim cương ta. Tiếc nhờ, phải chỉ đây có kim cương thì tiện biết mấy luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, dù sao mình cũng được quả táo vàng rất là hiếm rồi. Nhét kim cương vào nè, nhét emerald vào, nhét táo vàng cũng như là những cái quyển sách này vào luôn. Đó, và những cái yên cửi. Hiện tại thì mình có rất là nhiều yên cửi luôn. Đó, mấy bạn nào mà muốn tìm yên cửi để cưỡi ngựa ấy, thì đừng quên đi tìm những cái sa mạc như thế này nè. Nó có rất là nhiều luôn nha. Và đây có rất là nhiều xương để mình có thể sử dụng luôn. Và bên đây là những cái xương nữa nè, và cái giáp ngựa. Mình sẽ lấy hết về luôn nha. Tiếp tục ở bên đây, wow, có rất là nhiều chỉ luôn. Mình không cần phải đi farm nhện chỉ cho mệt, mình chỉ cần đi tìm những cái kim tự tháp như vậy mà tha hồ mà sử dụng luôn á. Rồi nhét hết vào đây luôn. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi lên nha. Nãy giờ thì cũng mất khá là nhiều thời gian ở dưới cái kim tự tháp này rồi. Mà ra mình còn phải lấy TNT về nữa. Xem ném quên rồi. Rồi lỡ lấy hết luôn nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ trồng block rồi đi tìm cái kim tự tháp cuối cùng luôn nha các bạn. Ok, như vậy cái kim tự tháp cuối cùng nó đã ở trước mắt rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi xuống dưới và lấy hết những đồ đem về thôi các bạn ơi. Đó, và đây chính là tọa độ của cái kim tự tháp thứ tư nha. Đó, rồi giờ đi xuống thôi. Cái kim tự tháp này chắc mình sẽ đi bằng cổng chính luôn đi. Đấy, tại vì cổng chính đâu có bị lắp như hồi nãy đâu. Rồi giờ mình sẽ thắp đuốc một cái, rồi sau đó mình mới đào đi thẳng xuống phía dưới nha. Dùng cái cúp này rồi đào thẳng xuống phía dưới thôi. Búp, búp. Cẩn thận, lúc nào cũng vậy. Mình chỉ sợ nhất là cái công đoạn đào xuống thôi. Đào mà sai một cái để cho block nó rơi xuống cái tấm cảm biến là thôi luôn á. Không được cái gì luôn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu mở rương nha. Tèn tèn. Cái này không có gì quý giá luôn à. Toàn là những thứ không cần thiết không à. Buồn. Cái này thì được cái yên cửi. Thiệt tình luôn á, vô đây là lụm quá trời yên cửi đem về luôn. Đó, rồi, cái này thì được thêm một trái táo vàng. Cũng khá tốt. Rồi, lấy mấy cái thuốc súng về nha, để mình còn bay nữa. Và cái này được hai emerald nè. Được một ít cái thuốc súng và cái quyển sách. Tên tên, hại thấy má một. Quyển thách, sách này mình thấy nó cũng không tốt cho lắm nha. Không được quyển sách nào tốt tốt ta.
Mà họ kệ đi, dù sao cũng là sách free mà các bạn ơi. Đó, có thể đem về và sử dụng được thì sử dụng thôi. Giờ chắc mình sẽ đi lên nha, và quay được quay về nhà thôi các bạn ơi. Nãy giờ đi cũng khá xa nhà rồi. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Bây giờ mình sẽ xây một cái xe để trang trí bên ngoài cái nhà hiện đại nha. Còn sắp tới nếu mình có nhiều xe hơn thì mình sẽ xây một cái gara sau. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đặt xuống một cái khối than để làm cái bánh xe nha. Rồi sau đó cắt ra ba ô rồi đặt tiếp một block nữa. Úp. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đặt những cái cửa sạp bằng sắt nha các bạn. Mình sẽ đặt ở phía sau như thế này, ở hai bên luôn. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái khối thạch anh. Ở đây thì mình sử dụng thạch anh, các bạn có thể sử dụng vật liệu khác cũng được nha. Rồi tiếp theo là những cái cầu thang đặt như thế này. Đặt như thế này mình sẽ làm đối diện ở hai bên luôn. Rồi sau đó mình sẽ nối ra phía trước một xíu. Và ở trên cái bánh trước thì mình sẽ đặt một cái slab nha. Rồi kế tiếp là một cái cầu thang. Đấy, làm tương tự ở mặt bên đây. Slab và cầu thang. Búp. Còn ở đây thì các bạn có thể trang trí mặt trước bằng những cái lợn nung. Giống như thì nó đang hoạt động như các bạn ơi. Đây là cái phần động cơ ấy. Rồi ở đây thì cũng phải có những cái cửa sập luôn nha. Đặt ở đây. Đặt ở đây. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt phần kính đi nha. Ok, đây mình sẽ lên thêm một block nè. Ở đây mình có thể chặn lại và ốp một cái block kính vào thôi. Mình sẽ ốp block kính ở đây và ở bên đây. Sau đó thì mình sẽ làm phần kính ở cái buồng lái nha. Đây, buồng lái mình sẽ ốp hai cái tấm kính như thế này. Và ốp ngang một cái nữa để giống như đây là cái kính chiếu hậu vậy đó các bạn ơi. Đấy, rồi. Sau đó mình sẽ đặt thêm hai cái block kính vào đây thôi. Đó, vậy là xong cái phần buồng lái rồi. Cái này các bạn có thể cho nó lên cao một xíu nha. Đấy, vậy là gần hoàn thành được cái xe rồi. Mình sẽ ốp lại đây luôn. Búp. Ổn chưa. Cái này chắc mình sẽ ra thêm một ô nữa đi, để cho nó che phần máy trước luôn nha. Rồi sau đó ở đây thì các bạn có thể ốp vào những cái block thang này. Rồi sau đó đặt phía trên là những cái cửa sập để che lại thôi. Đó. Rồi vậy là ổn rồi. Ngoài ra các bạn cũng có thể ốp lại bằng những cái tấm thảm ấy, để nhìn cho nó đẹp hơn. Ở đây mình sẽ ốp thảm lên đây. Búp. Phía trên thì cũng có thể ốp luôn á. Rồi giờ mình sẽ trèo lên trên rồi ốp luôn nha. Trèo lên đây và ốp thêm một xíu nữa. Mình sẽ đổi ra thêm mấy tấm thảm và ốp hết luôn. Đấy, búp búp búp. Và cái này các bạn kiểu như thích cho ánh sáng vào thì có thể ốp kính vào luôn. Ở đây chắc mình sẽ ốp kính ở phía trên đi. Để có thể nhìn lên trên luôn nha. Rồi cái này mình sẽ đập ra nè, vào bên trong ấy, để mình có thể làm cái phần sàn nữa. Sàn thì mình sẽ đặt slab nửa trên nha. Đây mình sẽ đặt slab nửa trên như thế này, để có gì thì chúng ta còn đặt thêm block để trang trí nữa. Rồi mình sẽ đặt ở đây, búp búp, và cuối cùng là ở đây. Rồi vậy là ổn rồi. Ngoài ra thì mình sẽ làm phần ở phía sau nữa nha. Phía sau là đây là cái phần bô của cái xe các bạn ơi. Bô thì mình sẽ đặt trước một block ngay tại đây. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái hopper để chĩa ra ngoài thôi. Chĩa ra ngoài như thế này. Đó. Đây à. Nhìn rất giống cái bô của xe hơi luôn ấy. Rồi sau đó thì mình sẽ hiện tại hình như mình hết sắt thì phải. Để xem coi mình còn sắt không đã. Để mình còn chế tạo thêm những cái cửa sập nữa các bạn ơi. Cửa sập bằng sắt ấy. Đây mình sẽ đổi ra một ít sắt nè. Rồi mình làm thêm cửa sập đi. Chứ hiện tại mình hết trơn mấy cửa sập rồi. Rồi làm thêm mấy cửa sập như thế này. Búp búp búp. Rồi sau đó ốp vào thôi, ở mặt trước mình cũng còn thiếu nè. Rồi tranh thủ ở đây mình sẽ chế tạo thêm rồi ốp nốt luôn nha. Như thế này, và ở đây mình có thể ốp lại bình thường rồi. Đấy, và ở đây các bạn cũng có thể đặt thêm một cái block bất kỳ rồi gắn vào một cái nút ấy. Để giống như cái bánh xe các bạn ơi, thường thường xe hơi thì họ sẽ chuẩn bị thêm một cái lớp xe để có thể thay thế vào ấy. Rồi giờ mình sẽ làm thêm một cái nút nữa và gắn vô đây. À, cũng khá là giống rồi ấy. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái cần gạt nữa ta. Cũng được ấy, làm cái cần gạt giống như là cái để mở cửa vậy. Rồi mình sẽ gắn lên đây một cái cần gạt nhé, hai cái luôn ở hai bên như thế này và như thế này. Rồi để coi còn thiếu gì không ta. Chiếc xe của chúng ta còn thiếu gì không nhờ. Mặt sau mình thấy cũng khá ổn rồi. Vậy là chắc có thể là đã hoàn thành rồi đấy. Mặt trước mình sẽ che cái này lại một xíu nha. Đó, thường thường ở trước có cái đồ trắng như vậy này để họ gắn cái biển số lên đấy. Ở đây thì mình không gắn biển số được. Rồi mình sẽ gắn thêm những cái tấm biển đi để che cái phần sàn dưới của cái xe nè. Đó, che lại và ở bên đây luôn nha.
Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được chiếc xe hơi rồi à, khá là đơn giản luôn. Đấy, ở phía trong thì mình có thể trang trí bằng mấy cái đèn ấy, nhưng mà hiện tại thì mình không có thể làm buồng lái được à, nếu được thì chắc mình sẽ gắn vào đây một cái xe mỏ để giống như chúng ta đang ngồi lái xe nhá. Rồi, như vậy thì đã hoàn thành cái xe để trang trí rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái mẫu xe hơn nữa, rồi chúng ta sẽ làm nguyên một cái raga luôn nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây dựng ngôi nhà sàn để làm nơi buôn bán cá. Ngoài ra mình cũng đã đi khám phá những cái kim tự tháp và có được một số đồ ở trong cái rừng Sukobop này. Bên cạnh đó thì mình cũng có xây thêm một cái xe hơi ở đó để trang trí thêm cho cái ngôi nhà hiện đại của mình. Và ở tập sau, nếu các bạn muốn mình đi khám phá hay xây dựng những cái thứ gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.